Hello, chào các bạn, lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Video hôm nay thì sẽ là một cái xem nào, video nó cũng hơi là vlog một tí thôi, nó hơi xàm xí một tí. Thực ra thì nội dung chính của nó là mở hộp một chiếc màn hình mới LG mới gửi cho mình. Nhưng mà tranh thủ đợi thì mình cũng có một vài lời tâm sự nhỏ nhỏ, mong mỏng đầu năm một tí xíu. Thì thực ra ở đây mình hơi ít xuất hiện ở trên YouTube, video cũng hơi ít, đúng không? 1-2 tuần mình mới ra được một cái video, không phải là mình lười đâu, mà là thật ra cái thời gian này mình đang đầu tư công sức và thời gian và content cho một kênh TikTok riêng của mình. Thực ra thì trước đây mình đã có kênh TikTok riêng rồi, một hai cái gì đấy mình không nhớ lắm, nhưng mà nó hơi xàm xí là nó không kiểu tập trung vào một mảng ấy. Còn đợt này thì mình quyết tâm mình đầu tư vào một cái kênh TikTok nó nghiêm chỉnh, nó nghiêm túc và nó focus luôn vào mảng công nghệ. Thì cái đường link mình để ở dưới phần mô tả, bạn nào có quan tâm và có yêu thích thì hãy xem và biết đâu cho mình một cái follow vui vẻ chẳng hạn. Mình hy vọng là mình sẽ có được những cái content thú vị và những cái kiến thức hay ho dành cho các bạn ở trên kênh TikTok đấy. Ok, còn bây giờ thì hãy vào phần chính của video này là mở hộp một chiếc màn hình mà LG mới gửi cho mình. Cái hộp màn hình này to dã man các bạn ạ. Mình nghĩ là nó to gần nhất những chiếc màn hình mà gần đây mình mở hộp. Xưa mở hộp một chiếc màn hình 32 inch của những cái hãng khác hoặc là kiểu 49 inch ấy, thế nó cũng khá to rồi, màn hình to quá. Màn hình này cong à? Ô, màn hình này cong này. Ôi, giờ mình mới biết. Mình cứ tưởng là cái bản 45 này, à thực ra cũng đúng nhỉ, 45 mà nó không cong thì khác gì cái tivi. Ui, nó cong thế nhỉ? À chà, có vẻ ấn tượng đấy. À, thì ra là một chiếc màn hình tỷ lệ 219 à? Wow, lâu lắm rồi mới được chiến màn hình 219. Ui, cong, nó cong dã man luôn. Lát mình phải xem kỹ xem là nó sẽ cong bao nhiêu R. Wow, lực. Ấy, hộp phụ kiện này, chân đế này, hết chưa? À đây này. Rồi, nhiều đồ. Bên trong nó có gì đây? Dây nguồn, bộ nguồn này lực thế. Dây HDMI, à đây là dây DisplayPort này. Và HDMI, một cái để chắn dây đi kèm điều khiển, à, chắc chắn thôi. To này mà không có điều khiển thì cũng hơi buồn cười. Bao đồ thực sự luôn các bạn. Đấy, cái màn 45 inch này, cong view mà nó to, to nó chứ. Bàn của mình là bàn rất dài nhá. Bàn này của mình là dài tận 2m2 đấy. Mà mình để lên xong rồi. Cái này nó sẽ chỉ nằm gọi là gọn trên cả cái bàn của mình được thôi. Mình sẽ phải bỏ cái màn Mac này, mình sẽ bỏ cái màn LG 4K kia, 27 inch kia, để mình để riêng cái này thì mình mới để vừa. A few moments later. Cũng xong. Mình đã phải chuyển chiếc máy Mac từ đây ra cái chỗ bàn phụ của mình, và mình sẽ sử dụng chiếc màn hình này thành màn hình chính. Cái màn hình LG 4K kia thì cứ để tạm đấy, mình sẽ không bật lên, mình cũng ngại nó ra quá. Đấy, còn đây là chiếc màn hình LG 45GR95QE. Trời ơi, cái cảm giác đầu tiên, cảm xúc đầu tiên khi mở cái màn hình mình lên nó đỉnh thật sự các bạn ơi. Độ cong này thật sự rất đỉnh luôn. Có quá nhiều không gian để chúng ta có thể làm việc, để chơi game. Mình sẽ mong chờ trải nghiệm chiếc màn hình này để làm việc, bởi vì cái độ cong của nó, cái tỷ lệ màn hình của nó, rất nhiều không gian để có thể làm việc luôn, và đặc biệt là chơi game nữa. Mình sẽ chơi game rất nhiều game trên cái màn hình này để trải nghiệm nó, và sẽ cho các bạn một cái video review thật sự là chất lượng nhá. Mệt bở hơi tai luôn. 45 inch, màn cong dài tỷ lệ 219, tấm hình OLED, wow, rất đẹp. Lâu lắm rồi mình mới có được một cái cảm xúc mở hộp nó vui vẻ và nó thú vị như thế. Mặc dù là nó hơi cồng kềnh, không phải hơi đâu, màn hình này cồng kềnh quá luôn đấy, nặng nữa. Cái màn hình này mà các bạn nào mà bàn nhỏ hoặc là kiểu chân yếu tay mềm thì chắc là chơi rất là cực này. Mình muốn di đi di lại, nhấc lên nhấc xuống à, cực phết đấy. Chi tiết thì mình sẽ có trong một cái video khác nhá. Còn bây giờ thì mình chơi game đây. Tạm biệt nhá.